những ngày cuối tháng 12 năm 2021 của xí nghiệp đầu máy Sài Gòn, tất bật cho những công đoạn nghiệm thu, bảo trì các đầu máy. Một năm đầy vất vả vì dịch bệnh COVID-19, công xưởng tưởng chừng nằm im 3 tháng. Vậy mà khối lượng công việc đã tăng ở 45% công suất ở những tháng cuối năm. Đơn vị phụ trách sửa chữa, thăm khám bảo trì cho 36 đầu tàu, đảm bảo cho sức kéo từng chuyến tàu bon bon trên đường ray Bắc Nam cả ngàn cây số an toàn. Với 65 nhân sự từng làm việc 3 tại chỗ đợt dịch và tăng tốc khi cuộc sống bình thường mới, giờ đây những đầu máy cuối cùng bắt đầu đã duy tu xong, đưa vào khu vận dụng. Công việc gần như tỉ mỉ đến từng chi tiết và nhộn nhịp, có phần hối hả hơn khi Tết đang cận kề. Thợ động cơ Nguyễn Văn Tuấn đã có hơn 20 năm trong nghề, cẩn thận rọi đèn khám xét những mối nối xem có bị chảy và rò rỉ nhiên liệu cho một đầu máy chở nặng 1.300 mã lực. Tất cả là phải khám xét hết tất cả các tu lông và cái khớp, những cái mối nối xem là có bị chảy, bị rò rỉ nhiên liệu hay không. Nó có hai cái bước khám, thứ nhất là khám nguội, như này là mình là khám nguội. Khi khám nóng thì mình phải nổ máy lên để bắt đầu khám nóng. Là khám nóng là lúc những cái khi mà nó có áp lực á là nó sẽ rò rỉ ra ngay, là mình phát hiện được. Nó có nhiều cái cấp khám chữa, có khi là đi một vòng từ đây ra Nha Trang quay đầu lại là mình lại phải khám lại. Là trước khi máy ra vận dụng là phải khám, kiểm tra hết xong xuôi, đạt tiêu chuẩn thì mới cho ra. Đấy, nếu mà xong khi mà đi một vòng quay về, lình mình lại phải khám lại. Đấy, khám lại kiểm tra lại hư hỏng, những cái hư hỏng là mình khắc phục lại thì mới cho ra vận dụng tiếp. Đấy, còn những vào những cái cấp thì nó phải phụ thuộc vào km, như chạy bao nhiêu km thì được là vào cấp, như là cấp R1 thì nó khoảng 5.000 km. Ông Hoàng Văn Phương, quản đốc sửa chữa đầu máy xí nghiệp đầu máy Sài Gòn cho biết, trung tuần tháng 8 chỉ có khoảng 14 đầu máy vận dụng. Mặc dù số lượng đầu máy giảm, nhưng đến kỳ hạn vẫn phải thực hiện bảo dưỡng và sửa chữa. Đi lên từ thợ điện máy, rồi giờ là quản đốc, ông Phương đã quá thân thuộc với những đầu máy D19E đổi mới. Nó như một đứa con tinh thần của tập thể xí nghiệp. Nói chung là một cái đầu máy nó như là một cái sản phẩm, đúng không? Là cái đứa con tinh thần của mình. Và mình cũng gắn cái trách nhiệm đó, ngoài cái trách nhiệm của mình đối với nó, và cũng là cái mà nó để nó duy trì cái cuộc sống của mình. Cho nên là buộc chúng ta phải quan tâm. Và từ những cái ngóc ngách, từ những cái con bu lông ốc vít, chúng ta vào, người này soi, người kia soi, và rất nhiều người kiểm tra để làm sao cái máy không để bị tồn sót một cái gì hết, để đi ra ngoài đường vận dụng. 45 năm đã trôi qua, để có được những đầu máy chất lượng vận hành tốt trên tuyến đường sắt Bắc Nam là thành quả thầm lặng từ sự đam mê của những người thợ máy sửa chữa đầu tàu. Bao mùa xuân dân tộc, đoàn tàu thống nhất và đầu tàu đổi mới từng là biểu tượng cho một mùa xuân hy vọng và đoàn kết. Khi từng chuyến tàu hú còi ghé các sân ga như một tín hiệu báo một mùa xuân hy vọng đang về, một năm đi qua bão giông của đại dịch. Tiếng còi tàu vang vọng từ công xưởng, chuẩn bị cho một hành trình báo hiệu mùa xuân.